Do quy hoạch bị treo trong một thời gian dài nên những vùng đất nông nghiệp ven sông Hồng đoạn qua các quận huyện của thành phố Hà Nội luôn nóng về tình trạng đất bị xẻ thịt, biến tướng. Nhiều nơi việc cơi nới xây dựng nhà xưởng, mua bán, giao dịch đất trái phép diễn ra một cách công khai và rầm rộ. Vì giá bán hiện nay được xem là tương đối mềm, có thể đón đầu trong việc quy hoạch thành phố ven sông nên được rất nhiều người quan tâm giao dịch. Phản ánh của nhóm phóng viên VTC14 tại Long Biên, một trong những địa bàn nóng trong việc mua bán đất và vi phạm trật tự xây dựng. Trong vài người có nhu cầu mua đất, xây nhà làm xưởng, phóng viên đã tìm đến quận Long Biên, một trong những quận hiện đang là điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng. Dù là đất nông nghiệp, đất bãi, nhưng nơi đây lại có rất nhiều những ngôi nhà như thế này. Và đây là những gì chúng tôi ghi nhận được trên địa bàn. Không làm luật với phường thì coi như là không thể nào mở gì được, không thể nào mà xây được. Ở đây của mình là phường thì là phường gì ạ? Phường Long Biên. Cái thời buổi bây giờ thì luật cũng ác chiến lắm chứ không phải. Thế những nhà mà họ làm xưởng ở kia là đều phải làm luật hết đấy ạ? Ai cũng phải làm luật hết. Cứ như vậy, nhiều xóm dân cư mới đã hình thành. Việc vi phạm trật tự xây dựng ở Long Biên không chỉ là những công trình nhà ở vài chục mét vuông, mà nó còn là những kho xưởng tới vài trăm mét như thế này. Dù là đất bãi, giấy tờ viết tay, nhưng giá giao dịch ở đây cũng đang leo thang từng ngày do có quy hoạch thành phố ven sông. Cô bán là giá là bao nhiêu ạ cô? Chỗ nào đẹp nhất là 500 triệu một xà. Ở đây người ta mua bán có nhiều không ạ? Nhiều chứ. Ôi, sắp sửa làm ven sông Hồng cháu không biết à? Cháu không ạ. Rồi, phốt lên mạng xem, dân đi mua đất bây giờ như là đi chợ. Rồi hồi này sốt lắm mà cháu không biết gì à? Dạ. Đó mới là giá của những lô thửa đất viết tay. Còn theo người dân nơi đây, để dựng được nhà ở hay lán xưởng thì còn cần phải trả thêm một mức phí nữa. Mình nói chung bảo nó mình ngoan ngay từ đầu thì nó dễ làm việc hơn. Tương đối đấy. Bây giờ nó cũng phải cọc mấy triệu mét. Tầm bao nhiêu ạ? Cũng phải 5-6 triệu. Là thì mình làm với bọn thanh tra xây dựng ở phường ấy chứ. Làm nó nơi cho mình dựng thế thôi. Cứ bây giờ mình nó đổ một xe gạch ra đây cái là nó có quyền nó hỏi anh làm gì? Khai ra. Mà ở đây là mất tiền ngu làm nhà lắm thì mình mới làm được này. Đất này là đất gì ạ? Đất canh tác. Đất trồng rau này thôi. Đất nông nghiệp ạ? Ừ. Thế muốn được xây nhà, muốn chuyển đổi được thì phải men đi. Ít về 100. Mình đóng cho ai ạ? À? Mình cứ làm mà tự có người khác người ta đến hỏi. Người đấy là ở trong quận này, ở trong phường này. À, phường này là phường gì ạ chú nhỉ? Phường Long Biên. Phường Long Biên. Phường Long Biên, quận Long Biên. Thực tế, việc mua bán xây dựng tràn lan các công trình trên đất nông nghiệp cũng đặt ra câu hỏi về năng lực quản lý của các cấp chính quyền địa phương. Có hay không, việc buông lỏng, làm ngơ để cho các giao dịch diễn ra từ năm này qua năm khác. Những yếu kém ở đây là yếu kém về chuyên môn hay là yếu kém về đạo đức thì đấy là câu chuyện mà chúng ta cần mổ xẻ tiếp. Tôi không tin là yếu kém về chuyên môn. Có thể người không quen thì đưa cái phong bì xong nhận rồi, thế thì cũng chỉ có tìm cách làm lơ. Và câu trả lời của tất cả mọi câu chất vấn thì đều là đúng là xã phường hiện nay là công việc bể bộn quá, thành ra chúng tôi cũng sơ suất mà để xảy ra. Rõ ràng chính quyền sở tại họ có biết không? Biết hết. Cán bộ hộ khẩu, cán bộ phường xã hay là thanh tra xây dựng, thanh tra đô thị đều biết rõ từng thửa đất, từng mét đất đang của ai, ai đang sử dụng như thế nào. Khi có biến động dịch chuyển, thường họ cũng sẽ nhận ra ngay. Câu chuyện về tình trạng xẻ thịt, biến tướng đất nông nghiệp, đất bãi để làm nhà ở không phải là câu chuyện mới, nhưng nó chưa bao giờ là cũ. Vậy trách nhiệm của các cơ quan quản lý cấp phường, quận, thành phố và các ngành chức năng ở đâu trong vấn đề này? Đây sẽ là những nội dung tiếp theo được đài VTC phản ánh trong các bản tin sau.